Rồi, hello anh em ơi, em chào mừng các bạn xem web phép đây. Hôm nay chơi cho anh em con đồ cổ anh em ơi, cúp 70. Đó, đi giờ cho anh em mình cày bừa ha. Con này thì rẻ 9 triệu rưỡi nha anh em, cày bừa thoải mái luôn. Máy ngon ha, máy ấm hiểm mà. Đó, máy đang nổ ấm hiểm mà. Xe này em thấy cái dạng đồ. Cái gì? Cái này là cái đồ ghim nó cũng còn nhiều quá nè. Máy đang nổ thấy ngon quá ha, em chạy hôm qua thấy cũng êm lắm. Đèn vuông ha, này đèn vuông không đời, này là 70 nha anh em. Nó có vài triệu à, dễ xài lắm, mua về đi cày bừa, đi cà phê cà pháo rồi chơi cũng êm nữa. Con này thì em mới lấy về luôn nè, mới lấy về còn keo bọng lum nè, chưa dọn chưa rửa luôn. Rồi đi, rồi anh gì cho anh em mình coi luôn, rửa anh em mình xúc luôn à. Con này biển 53 ha, phù hợp với mấy anh em nào ở Sài Gòn nè. Xe này thì em bán em giao giấy tờ ha, giấy tờ của nó còn đầy đủ, em giao giấy tờ với biên lai cửa hàng cho anh em ha. Mấy xe cổ này mà sang tên sang xiết gì cái dài dòng thứ vài triệu này. Đèn ha, đèn càng có đủ ha, sườn bọng rồi thấy cũng còn ngon lắm, xăng lớn rồi nè, không có mục mọt gì nữa ha, sườn bọng nữa thấy không có mục mọt gì nữa, im, nó dành căm đồ còn ngon lành ha. Trước sau còn ok ha, máy thì im mày, máy thì nó tiếng nổ này thì ok rồi. Rồi cấp 70 9 triệu rưỡi, anh em nào kết thì alo cho em Trường, số điện thoại em là 0961 374 375. Rồi xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha, bye bye.